Thứ năm, tiến sĩ Lê Phước, Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thư ký hội đồng. Thứ sáu, Phó giáo sư Huỳnh Lứa, Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên. Thứ bảy, Tiến sĩ Đinh Văn Liên, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên. Theo quyết định trên, sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị Phó giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Lệ, Chủ tịch hội đồng và các thành viên hội đồng đã có mặt. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cán bộ hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu sinh Minh Nhé và tập thể hướng dẫn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu người thứ nhất, Phó giáo sư Huỳnh Lứa và đồng hướng dẫn là Phó giáo sư Tiến sĩ Tôn Đức Cùng Trân. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Thay mặt cơ sở đào tạo, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các thành viên hội đồng, đặc biệt là của Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Cường và Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, là hai thầy ở xa đã thu xếp được thời gian để cho hội đồng của chúng ta có thể làm việc theo đúng lịch đã sắp xếp. Trong buổi lễ bảo vệ ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách quý. Thứ nhất, giáo sư Ngô Gia Hy và quý lãnh đạo hội đồng quản trị Đảng ủy Công đoàn Bảo trợ Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương. Xin quý vị nhiệt liệt. Thứ hai, lãnh đạo trường và khoa sử công dân trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba, quý vị Hà Bình Thân, giám đốc công ty Viên học Lạc Việt. Về tham dự buổi bảo vệ luận án giới thiệu hôm nay còn có mặt đông đảo của nhiều nhà khoa học, các thầy cô giáo, các vị khách quý và bạn bè thân bằng quý thuộc của nghiên cứu sinh. Chúng tôi xin chân thành sự hiện diện cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Sự hiện diện của quý vị chắc chắn sẽ đem lại cho buổi bảo vệ một không khí long trọng và thành công. Bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp nhà nước bắt đầu làm việc. Trân trọng kính mời Phó giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Lệ, Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ. Xin chân thành cảm ơn. Ủy viên hội đồng quản trị, trợ lý hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Hùng Vương,
chỗ ở riêng 191 trên 1D Trần Kế Sương, phường 7, quận Phú Nhuận. 2. Quá trình đào tạo bằng đại học có 2 văn bằng 1 tốt nghiệp đại học sư phạm, thời gian từ năm 62 đến năm 65 tại trường Đại học Sư phạm Sài Gòn, ngành học là sử địa đệ nhị cấp, tức là giáo viên cấp 3. Văn bằng 2 đại học là cử nhân văn khoa tự do, thời gian từ năm 1963 đến 1966, nơi học trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Thứ hai là bậc cao học, thời gian đào tạo từ năm 1970 đến năm 1973, nơi học trường Đại học Sư phạm Sài Gòn, ngành học là nghiên cứu giáo dục. Tên Nguyễn Văn, tổ chức thi nho học với thầy Pháp thuộc 1884-1919, người hướng dẫn tiến sĩ Dương Thiệu Tấn. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Pháp, đọc và viết, tiếng Anh tương đương trình độ C, chữ Hán 2.000 chữ. Phần 3 là quá trình công tác chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp đại học. Thời gian từ năm 65 đến năm 66, công tác tại trường phổ thông trung học Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long. Công việc đảm nhiệm là giáo sư đệ nhị cấp, tức là giáo viên cấp 3. Từ năm 66 đến năm 75, công tác tại trường kiểu mẫu Thủ Đức thuộc trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Công việc đảm nhiệm là trưởng ban nghiên cứu và tổ trưởng môn kiến thức xã hội, dạy học môn sử và môn hướng dẫn đức dục. Đồng thời trong thời gian này còn là chủ nhiệm kiêm chủ bút của tập san sử địa thuộc Đại học Sư phạm Sài Gòn. Từ năm 1975 đến năm 1981, công tác tại trường trung học thực hành thuộc trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với công việc là dạy học môn sử. Từ năm 1981 đến năm 2000, công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, công việc đảm nhiệm là tổ trưởng môn phương pháp dạy học sử và dạy học môn lịch sử Việt Nam, làng xã Việt Nam. Từ năm 1995 đến năm 2001, công tác tại trường Đại học Dân lập Hùng Vương với công việc là ủy viên hội đồng quản trị, trợ lý hiệu trưởng và dạy học môn cơ sở văn hóa Việt Nam. Phần thứ tư, các công trình khoa học đã công bố. Nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã có 4 cái công trình được công bố liên quan đến đề tài thuộc lĩnh vực lịch sử. Đó là 1. Những sử liệu chữ Hán minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua nhiều thế kỷ, đăng trên tập san sử địa Sài Gòn số 29 năm 1975. Bài thứ hai là Hoàng Sa qua vài tài liệu văn cố của Hội Truyền giáo Ba Lê, đăng trên tập san sử địa số 29 ngày 1 tháng 3 năm 75. Bài thứ ba, thư tịch chú giải về Hoàng Sa viết cùng một số tác giả, đăng trên tập san sử địa số 29 1 tháng 3 năm 75. Và bài thứ tư, thử đặt vấn đề Hoàng Sa cũng trên tập san sử địa số 29 1 tháng 3 năm 75. Ngoài 4 cái báo cáo nói trên, tác giả còn có một số bài khảo cứu đăng trên kỷ yếu các hội nghị khoa học của Đại học Sư phạm và Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã còn có một số bài viết thuộc các lĩnh vực văn hóa và giáo dục cũng liệt kê trong cái list khoa học nhưng không liên quan đến cái đề tài luận án. Tôi xin phép và không có đọc cụ thể tên các cái bài viết ở đây. Bản lý lịch này được tác giả ký tên và có xác nhận của cơ quan là trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình học tập tại cơ sở đào tạo là trường Đại học Khoa học và Nhân văn, nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã cũng đã hoàn tất 23 môn học và 3 chuyên đề tiến sĩ. Cơ sở đào tạo đã cấp cái bản điểm tiến sĩ vào ngày 2 tháng Giêng năm 2002 với cụ thể các môn học như sau: Tin học 5 điểm, Triết học 7 điểm rưỡi, Lý luận dạy học đại học 8, Phương pháp luận sử học 7, Ngoại ngữ, Ngoại ngữ đầu ra của nghiên cứu sinh 6, Lịch sử tư tưởng Việt Nam 7, Xã hội nguyên thủy 7, Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế miền Nam Việt Nam 9, Một số vấn đề tôn giáo trên thế giới 7, Thiết chế tư tưởng chính trị và cơ cấu xã hội Việt Nam thời cận đại 9, Các xu hướng canh tân đổi mới trong lịch sử Việt Nam 8, Các chiến dịch kỷ niệm quyết định trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ 9, Quan hệ quốc tế của Việt Nam 8, ASEAN và vấn đề khu vực hóa 8.5, Xã hội Việt Nam thế kỷ 18-19 8, Địa lý kinh tế chính trị 7, Đảng Cộng sản Việt Nam qua các đại hội 5, Công sản nông thôn, những vấn đề lý luận và lịch sử 9, Tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam 7, Lịch sử văn minh 7, Chủ nghĩa thực dân và phong trào giải phóng dân tộc 7, Chiến tranh nhân dân Việt Nam thời hiện đại, những vấn đề lý luận thực tiễn 9, và 3 chuyên đề tiến sĩ đạt 1 điểm 9,5 và 2 điểm 9. Bản điểm này cũng đã được xác nhận của cơ sở đào tạo. Ngoài ra trong cái hồ sơ về các văn bằng chứng chỉ, nghiên cứu sinh đã có cái chứng chỉ tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn
chứng chỉ cử nhân của Đại học Văn khoa Sài Gòn cùng một số chứng chỉ của các môn học sau đại học theo đúng cái quy định hiện hành. Vì vậy với chức trách là thư ký hội đồng, chúng tôi nhận thấy nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã đã hoàn toàn hội đủ những điều kiện về mặt văn bằng chứng chỉ để được bảo vệ quyền lợi trước hội đồng cấp nhà nước. Xin kính báo cáo với hội đồng và quý vị tham dự. Xin cảm ơn. Trước khi chúng tôi đi vào cái báo cáo ngày hôm nay có 3 phần, phần mở đầu, 3 phần là các phần trọng tâm, phần kết quả nghiên cứu và phần kết luận và đề nghị. Thì chúng tôi cũng xin phép rằng là mặc dù là đã có một cái cố gắng nhất định, ngay cả cái bản thảo đọc đi đọc lại, nhưng mà chắc chắn là có rất nhiều cái điều mà còn sai sót. Vấn đề rất là quan trọng là cái điều mà chúng tôi mong muốn không phải chỉ cái luận án này mà một bước nữa, tức là sẽ hình thành một cái công trình nghiên cứu về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa, và không có cái ràng buộc, cái giới hạn có 200 trang gửi như là cái luận án tiến sĩ. Và vì vậy
muốn chữa bệnh thì phải có một nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi rất mong rằng là hội đồng ngày hôm nay đó, sau khi chúng tôi trình bày xong, sẽ giúp chúng tôi để làm sao mà nhất là những cái vấn đề cái vận điểm vận cứ vận chứng nó có những điểm nào mà chưa xác thực mà cần phải làm đó, bởi vì tôi rất mong những điều đó, cũng như là các nhà nghiên cứu của Trung Quốc như là Hàn Chấn Hoa chẳng hạn, thì chúng ta mặc dù đấy là cũng là một trường đại học ở Quảng Đông, nhưng mà cũng nói lên cái thẳng lên cái nghiên cứu của cả cái giới học sử học của Trung Quốc. Và chúng tôi cũng mong là những cái điều mà chúng tôi làm đó thì cũng một phần này, phần nào để cái nỗ lực của giới sử học của Việt Nam. Vì vậy chúng tôi rất mong quý vị đóng góp cho tôi những ý kiến rất quan trọng, để mà hoặc là mình xác định cái vận hiện của mình cho nó ràng, hoặc là phản bác lại những lần việc của nước ngoài, trong đó của Trung Quốc và các nước khác. Đó là điều mà chúng tôi rất mong như thế. Trước hết là vấn đề cái phần mở đầu, chúng tôi có trình bày sáu mục tất cả. Thì đầu tiên vấn đề lý do nghiên cứu thì quý vị đã đọc ở trong cái bản luận án của chúng tôi rồi. Chúng tôi chỉ muốn nói đến một cái lý do mà có thể là lý do mà chưa được nói. Sở dĩ mà đến năm nay, năm mà tôi 64 tuổi để làm cái luận án này đó, thì cũng mong là thể hiện cái nguyện vọng, ba cái nguyện vọng. Thứ nhất là đối với là một người nghiên cứu, thì chúng tôi mong là muốn đi tìm cái sự thật về chủ quyền của mình. Chủ quyền thôi, không biết là chủ quyền của ai, chủ quyền thôi ở tại quần đảo Hoàng Sa. Và tôi mong là tất cả cái giới nghiên cứu và nhất là cái giới nghiên cứu của Trung Quốc cũng chia sẻ với tôi về cái nguyện vọng này. Thì thứ hai nữa là tôi là người đã và đi dạy cũng như bây giờ đang đi học, tôi muốn là mình học là suốt đời và học có chất lượng cũng như dạy có chất lượng. Và chúng tôi cũng mong rằng là những cái việc làm của chúng tôi đó có nguyện vọng là để đóng góp cái chất lượng dạy và học ở đại học. Cái nguyện vọng thứ ba là cái nguyện vọng nói lên cái nguyện vọng đó là một công dân. Thì như chúng tôi cũng đã nói trong cái tài liệu là khi mà báo sư vừa nay phỏng vấn tôi về cái quá trình làm việc của tâm và tham gia điện, thì tôi vẫn nói là tôi có cái món nợ với đất nước là để bỏ xa. Và hôm nay tôi rất là vui mừng là tôi đã trả món nợ đó, mà tôi còn có một món nợ khác mà tôi trong đó cũng có nói đó, tức là tôi muốn có một mong là có cái đề án nghiên cứu đem hát thơ vào trường học, tức là đem cái âm nhạc truyền thống vào trường học. Và trong những cái thời gian khoảng một năm gần đây đã muốn nỗ lực, thì tôi mong là một ngày hôm đó cũng giống như ngày hôm nay, thì tôi sẽ hoàn tất cái món nợ mà chúng tôi nghĩ là một cái công dân đối với đất nước của chúng ta. Thì đó là một cái lý do và cái mục đích là nghiên cứu. Thì ngay bản thân của cái đề tài chúng ta nói lên là cái tầm đó là cái mục đích cũng như cái lý do đó thôi. Và đối tượng hoặc cái nghiên cứu cụ thể giới hạn đề tài thì chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh là chúng tôi tập trung vào cái vấn đề này, cái xác định cái chủ quyền của Việt Nam, cái quá trình cái chủ quyền của Việt Nam tại hoàng đảo, tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và nếu xét về vấn đề mà thực thi cũng như bảo vệ cái chủ quyền đó đó trong mối quan hệ với nước ngoài, thì tôi tập trung vào cái mối quan hệ đối với Trung Quốc, bởi vì chỉ có Trung Quốc mới đặt cái vấn đề lịch sử, những cái vấn đề liên quan đến lịch sử. Thực ra chúng tôi trọng tâm ở cái đó. Tiếp theo về vấn đề cái phương pháp và nghiên cứu, trước khi mình nói về phương pháp nghiên cứu thì tôi cũng đã qua những
chút về cái lịch sử nghiên cứu. Thì đúng là vấn đề lịch sử nghiên cứu vấn đề đó, nghiên cứu vấn đề là vấn đề hết sức quan trọng, bởi vì nếu mà chúng ta không nắm được tất cả những cái gì mà nghiên cứu đã có rồi thì những cái việc chúng ta làm có thể là vô vọng. Vì vậy cho nên là vấn đề này thì chúng tôi đã trình bày rất nhiều trong cái cấp khi bảo vệ cấp cơ sở cũng như là trong tài liệu chúng tôi xin được lượt qua. Nhưng mà đại khái là trước 1975 thì có một vài cái công trình nghiên cứu, trong đó thì cũng chủ yếu là cái nghiên cứu về một đó là tính cách là pháp lý, hoặc là công trình nghiên cứu những cái tư liệu, cung cấp cái tư liệu, và trong đó cái tập san truyền hiện số 59 thì đã phản ảnh nhiều cái đó trước. Thì sau 1975 thì chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều những cái công trình nghiên cứu, nhưng mà phải nói là cái đề tài mà cấp nhà nước mà trong đó một cái nhánh đó về lịch sử chủ quyền đó, thì ta có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc mà chúng tôi vừa nói đó là một cái đề tài, và tôi cũng tiếp thu rất nhiều những cái công trình đó hoặc đã công bố hoặc là chưa công bố. Còn tất cả những cái công trình khác cũng có nhiều giá trị lắm ở trong ngoài nước, thì trong cái tài liệu của chúng tôi sẽ là đề cập tới. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn nói đến vấn đề cái phương pháp nghiên cứu. Về mặt về phương pháp nghiên cứu thì tôi đã sử dụng thứ nhất là cái phương pháp nghiên cứu lịch sử và kết hợp với phương pháp logic. Chúng tôi cũng kết hợp với cái phương pháp hiện đại. Cái nỗ lực mà lớn lao và vấn đề mà sưu tầm tư liệu thì hồi ngày 20 tháng riêng 1975 khi mà ra đời, gọi là ra mắt cái số 29 tác phẩm về Hoàng Sa, tham sử địa và có ông thành trí có ngồi đây là người đã bỏ trả, thì chúng tôi đã có một nỗ lực rất lớn để mà sưu tầm tất cả những cái tài liệu từ trước cho đến 1975, thì một cái nỗ lực cũng đáng kể, thì sau này của các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận đó là một trong cái nỗ lực lớn. Thì sau này đó thì chúng tôi cũng tiếp tục như thế, nhưng mà về vấn đề phương pháp nghiên cứu về lịch sử thì rõ ràng là vấn đề cái khâu sưu tầm là hết sức quan trọng, mà cái sưu tầm làm sao để cho nó thật đầy đủ và tài liệu có giá trị, mà tài liệu giá trị đó thì phải là tài liệu bậc như chúng tôi đã từng học đó, tức là bậc là trực tiếp, hoặc là cái tài liệu đó là gọi là đệ nhất đẳng hay là bậc một. Những cái tài liệu nghiên cứu khác thì tự nhiên cũng là hết sức quý giá, nhưng mà cái nỗ lực là làm sao như vậy, thế là còn làm sao mà nó lại là tốt, thì có thể là cái bậc một cũng là tốt, mà cái bậc hai cũng có thể là tốt của cái bậc hai. Cái bậc một mà đệ nhất đẳng đó, tức là chủ yếu là những cái văn bản hay là trực tiếp không qua các nhà nghiên cứu, thì cái ngay cả vấn đề này đó thì tôi thấy rằng là nó cũng có cái tương đối thôi. Một cái tài liệu như là cái tài liệu của biên tập lục của Lý Kỳ Đôn chẳng hạn thì cũng là qua nhà nghiên cứu, và do đó thì nó cũng là một cái tài liệu là bậc hai, tức là chưa trực tiếp. Khi mà viết về Hoàng Sa thì Lý Kỳ Đôn cũng không có trực tiếp, mà qua các những cái siêu tầm khác, những cái văn bản khác để mà lấy. Thế nhưng mà nó cũng có một cái giá trị rất lớn, bởi vì đây là một cái tài liệu hết sức độc lập. Tuy là cái bậc hai nhưng mà giá trị rất lớn. Vì vậy cho nên là những cái tài liệu mà tuy là bậc hai mà có giá trị thì là rất lớn, thì đó là một điều rất quý và rất quan tâm. Đấy là vấn đề cái kỹ thuật về sưu tầm tài liệu. Nhưng mà sưu tầm tài liệu chưa phải là
là đủ. Và vấn đề mà xử lý tài liệu mới là hết sức quan trọng. Ở đây có một vấn đề là làm sao mà ta xử lý tài liệu về mặt hình thức cũng như mặt về nội dung, khảo chứng về vấn đề nội và khảo chứng về vấn đề ngoại. Hình thức thì làm sao nó có thể là y như nguyên, thì chúng tôi đã cố gắng để mà tìm làm sao nó y như nguyên. Chúng tôi có sự đánh giá. Tôi ví dụ chẳng hạn như khi những cái tài liệu mà của liền giá của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, thành phố vân vân, thì chúng tôi thấy đấy là cái tài liệu mà đệ nhất đảng hay là bậc một. Thế nhưng mà tôi phải xử lý văn bản là xem cái tài liệu đó nó có gốc hay không. Đấy, thì qua tìm hiểu điều tra thì thấy ngay rồi, không phải là tiểu lượng gốc, là bởi vì cái ngay chữ Hán đó thì là in lại chứ không có là chụp lại y như là nguyên văn. Và cái tài liệu đó là tuy là không phải là gốc nhưng mà có cái giá trị rất là lớn. À, thế thì khi như vậy, tức là người nghiên cứu phải biết rằng là cái nào là nó chính xác, nó ở mức độ nào. Và từ đó thì chúng tôi đã tìm ra có một số, và cùng các nhà nghiên cứu phải tìm ra một số những cái mà nó không đúng chẳng hạn. Ngay ở trong nội dung thì cái xử lý văn bản thì nếu mà để mà trình bày thì chắc là nó sẽ hạn buổi, và tôi chỉ đã qua. Và trong đó thì trong thể hiện trong cái luận án thì chúng tôi đã thể hiện cái xử lý văn bản đó. Ví dụ chẳng hạn như là khi mà nói đến cái tài liệu về phổ biên tập lục của Lê Quý Đôn thì nó có nhiều dị bản. Chúng tôi tới trong đó chúng tôi có cái trình bày đó. Nhưng mà cuối cùng đó thì dù là có nhiều dị bản thì khi mà chúng tôi in nó vào trong cái tập đó, tôi vẫn in cái bản in chứ không phải là bản chép tay, bởi vì và tôi nghĩ rằng là dù là có cái gì bản nhưng mà nó không có sai là quan trọng bao nhiêu, cho nên là tôi vẫn sử dụng cái văn bản mà in khắc in, bởi vì khi mà in là rất là quan trọng, tôi theo tôi là về cái giá trị của nó. Và tuy nhiên là cái tham khảo thất bản vấn đề thì rất là khó khăn cho chúng ta rất nhiều để mà tìm cái giá trị của một cái tài liệu. Tôi xin lướt qua về vấn đề này, để khi sau này thì có cái gì chúng tôi sẽ trao đổi sau. Bây giờ thì chúng tôi xin nói về những cái đóng góp của chúng tôi. Luận án của chúng tôi đó thì thứ nhất đây là một sự đóng góp của gần 30 năm nghiên cứu, quan trọng nhất là trước 70 năm đã đúc kết trong cái đặc khảo và tham sự điểm số 29. Và sau 1975 thì cụ thể như sau. Về mặt tư liệu thì ngoài những cái phát hiện mà trước đây từ 1975, chúng tôi đã phát hiện thêm một số những cái đoạn viết trong hải ngoại kinh sử của Thích Đại Sáng. Đồng thời chúng tôi cũng phát hiện thêm một số bản văn trong cái bản văn trong thứ nhất là đại năm hội điển sử lệ, hay là tôi đã trong nghiên giá thì phát hiện thêm một số tài liệu về cái thuyền buồm di viện của dân của Giao Ré. Ngoài ra về mặt khảo cứu thì đây là một công trình nghiên cứu mang cái tính hệ thống và tổng hợp với các cái trình bày mới mẻ, và người đầu tiên đã nêu vấn đề và được biết một số vấn đề quan trọng như sau. Một là chúng tôi đã lấy năm 1909 là mốc thời gian quan trọng. Hai là cấu trúc của ba chương để giải quyết cái cụ thể và tập trung chứng minh chủ quyền của Việt Nam mang tính nhà nước, và như vậy là sẽ phục vụ tốt cho các luận điểm của chúng tôi. Ba là chúng tôi đã tập trung đưa những cái luận điểm về luận và luận cứ luận chứng trước khi chủ quyền
chúng ta bị xâm phạm, tức là năm 1909, chính là người Trung Quốc đã xác nhận chủ quyền của Việt Nam, hay là hay chính tài liệu của Trung Quốc chứng minh không phải là của Trung Quốc. Vốn là lần đầu tiên tập trung viết về đại đội Hoàng Sa, chi tiết 19 trang, từ trang 63 đến trang 81. Trước khi đây thì chỉ tạm bạn trong vài dòng, trong đó giải quyết vấn đề thời gian bắt đầu và kết thúc của đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải. Khi ra là bạn có cái cơ sở khoa học. Nam là lần đầu tiên đưa ra cái quan điểm về quản lý Biển Đông, nhất là vấn đề khai thác kinh tế của nhà nước Việt Nam thời Chu Nguyên, tức là từ thế kỷ thứ 17 đến 19, và nhà Nguyên thế kỷ thứ 19. Sáu là cũng là cái quan điểm mà quản lý Biển Đông trên trong suốt thời kỳ Chu Nguyên cũng như là nhà Nguyên và cả ngay sau này nữa thời chính quyền Ngô Đình Diệm đó. Là người Việt Nam cho rằng hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là một, và trong suốt thời gian mà đều thuộc quản lý hành chính của Quảng Ngãi và được coi là lãnh hải chủ yếu của Việt Nam. Vậy là viết tập trung được những cái hoạt động xác lập và thực thi chủ quyền Việt Nam một cách cụ thể và rất hệ thống thành các tiến bộ mới mẻ của triều đình nhà Nguyễn mà trước đây rất là tản mạn. Và sự khẳng định xác lập chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa của vua triều đình nhà Nguyễn, vân vân. Trong đó có công việc mà hoạt động đo đạc, vẽ bản đồ ở Hoàng Sa của đội Hoàng Sa, thứ nhất là các thủy quân của triều Nguyễn. Chúng tôi cũng tìm hiểu quá trình ra đời các luận điểm vận cứ luận chính của Trung Quốc và đưa ra những cái phản bác các luận điểm trên. Và tiếp theo là chúng tôi xin nói về cái cấu trúc của kế bản án. Bản án của chúng tôi thì có 3 phần chính. Phần mở đầu gồm có 6 mục, phần kết quả nghiên cứu gồm có 3 chương, phần kết luận và đề nghị. Ngoài ra còn có tài liệu tham khảo, phần chú thích, phần hình ảnh và phần phụ lục. Như tôi nói là cái phần kết quả gồm có 3 chương. Thì chương 1 là vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chương 2 sự xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chương 3 là tiếp tục củng cố, khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ khi bị các nước ngoài xâm phạm. Tôi xin tóm tắt lại cái nội dung chương 1. Chương 1 như vậy, nội dung thì như vậy là gồm có 28 trang, từ trang 1 đến trang 28. Tên gọi Hoàng Sa cát vàng rất nhất quán và từ người phương Tây, trong đó có giám mục Ta Be đã xác nhận chính là Palasen. Thứ hai là vị trí khoảng cách từ đảo gần nhất đến Việt Nam, gần đến hơn Trung Quốc, đến Việt Nam thì gần hơn là đến Trung Quốc. Thứ nữa là đặc điểm thiên nhiên, trong đó địa thế, khí hậu, trong đó có gió, bão, về thảo mộc, dòng hải, điêu vân vân, có mối quan hệ thuận lợi cho việc xác lập chủ quyền của Việt Nam. Thứ nữa là cái nền văn hóa hàng hải rất lâu đời ở vùng Trung Bộ Việt Nam, khẳng định dân cư bản địa không thu kém bất cứ một dân cư nào trong khu vực về vấn đề phát hiện, khai thác vùng Biển Đông, chứ không phải như người Trung Hoa nói là chỉ có người Trung Hoa thôi. Nữa là vị trí chiến lược cũng như tài nguyên phong phú ở Biển Đông và sự nhất là sự khai thác dầu khí gần đây ở Biển Đông khiến cho các nước muốn tranh giành nguồn lợi thiên nhiên này vốn đã từ lâu gắn liền với Việt Nam. Đó là cái tóm tắt cái nội dung của cái chương 1. Tôi xin trình bày cái tóm tắt cái nội dung của chương 2. Chương 2 thì gồm có 66 trang, từ trang 29 đến 94 trình bày những sự kiện không thể chối cãi về sự xác lập chủ quyền của Việt Nam. Về mặt tư liệu thì chúng tôi đưa những tài liệu của Việt Nam, Trung Quốc và phương Tây minh chứng sự xác lập đó. Thời Trịnh Nguyễn và Tây Sơn từ đầu thế kỷ thứ 17 cho đến 1801 thì trong đó có hai cái tài liệu quan trọng là Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ hay là Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư của Đô Ba, Sử Công Đạo.
và của biên tập luận của Lê Quý Đôn. Thời nhà Nguyễn, tức là đầu thế kỷ thứ 19, thì vô cùng phong phú, hầu hết là chính sử, chứ hết là Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, Đại Nam Thực Lục Chi Biên, Quốc Triều Chi Biên Phát Yếu của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Tâm Đình Đại Nam của Điện Sư Lê, của Thượng Cát, các sách địa lý là Hoàng Việt, Dư Điện Chí, Đại Nam đến Thượng Chí, đặc biệt là các châu bản, không kể là các tác giả, tự nhiên như là Hoàng Huỳnh Chứ, Nguyễn Thông, v.v. Về nguồn tư liệu Trung Quốc, thì như chúng tôi đã nói là hải ngoại kỹ sư của Thích Đại Sáng là một cái tài liệu rất là đặc biệt. Các bản đồ của Trung Quốc xuất bản trước 1909 chưa có một cái bản đồ nào của Trung Quốc, thì trong đó có Tây Sa hay Nam Sa của Trung Quốc, mà cái cực nam của các bản đồ đó của Trung Quốc là đảo Hải Nam. Chúng tôi cũng phát hiện ra cái tài liệu chính mở gần đây của Hàn Chân Hoa, trong đó có nói rất nhiều về cái các cổ vật, các di tích lịch sử ở đó là Tây Sa. Nhưng mà chúng tôi phát hiện trong đó có cái miếu, cho cái miếu là Hoàng Sa Tự, để là trong cái miếu cổ hồn này có Hoàng Sa Tự, và cái Hoàng Sa Tự đó là vết tích của sự thực thi chủ quyền hay xác lập chủ quyền của Việt Nam. Chúng tôi nói những cái hoạt động mà xác lập chủ quyền, thì những hoạt động xác lập chủ quyền thì có thời Chu Nguyễn và Tây Sơn từ đầu thế kỷ thứ 17 đến 1801, trong đó có hoạt động của đội Hoàng Sa và Bắc Hải. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ, nhất là về đề đội Hoàng Sa, mà từ trước đến nay như tôi đã nói rất tạm bợ. Chúng tôi cũng nghiên cứu về thời nhà Nguyễn, bắt đầu 1802 đến khi Pháp xâm lược, thì hoạt động của Hoàng Sa lúc đầu tức là 1815, và đến 1816 hoạt động của Thủy Vân, trong đó có việc mà đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ, dựng xây dựng miếu, trong đó có Hoàng Sa Tự của Trung Quốc nêu lên đấy, và trồng cây vân vân. Tất cả những cái hoạt động này đưa vào cái hàng năm, nhất là 1836 đi bạn nói là hàng năm. Vấn đề mà xây dựng trại lính và thu thuế thì cái này là tài liệu của Tây Phương. Và tài liệu của Tây Phương thì lại nói 1816 thì Gia Long coi như là đóng cờ, thực ra thì là 1816 thì là thủy quân của mình ra để kiểm soát, như là thể hiện cái chủ quyền của mình mà thôi, chứ không phải là vua Gia Long ra tận nơi đó. Ngoài ra còn có rất nhiều những cái việc như quản hạt hành chánh Hoàng Sa thuộc về Quảng Ngãi, khi thì phủ, khi thì là trấn, khi là tỉnh, tùy theo cái thời kỳ lịch sử. Và sự khẳng định của vua, trong đó có vua Minh Mạng, triều đình, trong đó có bộ công của thời kỳ Minh Mạng và Thiếu Trị. Và đây là một đặc điểm mà chưa hề có một cái nước nào mà có các vị vua và triều đình nói đến cái khẳng định cái chủ quyền của mình cả. Tức là Hoàng Sa thuộc về cương vực thiên yếu hay lãnh hải của Việt Nam. Chương cuối cùng là chương 3, thì nó chúng tôi trình bày trong 61 trang, từ trang 95 đến 175 trang, thì có cái hạn chế của 200 trang của quy định của Tòa án. Trong đó có 32 trang về những hoạt động tiếp tục củng cố khẳng định bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa của các chính quyền, nói là các chính quyền có trách nhiệm quản lý qua các thời kỳ từ thời Pháp đô hộ 1909 đến 1945, thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945 đến 54, thời kỳ chia cắt đất nước chúng ta tạm thời 1954 đến 1975, và thời kỳ thống nhất từ 1975 đến nay. Số 29 trang còn lại thì tôi trình bày về cơ sở pháp lý sự xác nhận, sự xác lập và bảo vệ chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ đầu thế kỷ 17, tức là từ Chúa Nguyễn Phúc Lan hay là Chúa Nguyễn Phúc Tân đến đầu thế kỷ thứ 20, 1919, Việt Nam đã chiếm hữu thật sự hòa bình và thực thi liên tục theo đúng nguyên tắc pháp lý quốc tế. Thì đó mà trong bản án chúng tôi đã trình bày cơ sở pháp lý như thế nào. Và từ đó thì chúng tôi đã phản bác lại tất cả các quan điểm vận tứ, vận chứng để cái sự xâm phạm của tất cả các giết, trong đó có Trung Quốc.
cuối cùng chúng tôi có cái phần mà kết luận và đề nghị. Suốt 3 thế kỷ, từ đầu thế kỷ thứ 17 đến nay, thì Việt Nam đã liên tục xác lập và thực thi chủ quyền của mình trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ về địa lý, lịch sử và pháp lý cụ thể rất rõ ràng, không thể chối cãi về chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ năm 1909, khi bắt đầu Trung Quốc rồi đến khi các nước khác sau này đã tranh giành chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo, hai quần đảo trên, dù thời pháp thuộc chiến tranh kháng chiến chia cắt cho đến khi mà giành được độc lập thống nhất đất nước, chưa bao giờ các chính quyền mà có cái nhiệm vụ quản lý hai quần đảo đó, Hoàng Sa và Trường Sa, phải từ bỏ chủ quyền cả. Nói đó là chưa bao giờ từ bỏ chủ quyền cả. Và Việt Nam đã cũng đã chiến đấu thật sự liên tục hòa bình tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và lợi dụng cái hai quần đảo này nằm dài rác khó phòng thủ, tại vì ảnh hưởng của gió mùa vùng bão tố dữ dội, ít sinh sống, ít người sinh sống, ít hay và chỉ khai thác trong mùa ít là trong 6 tháng. Và 6 tháng trong một năm như vậy, cũng như là lợi dụng thời kỳ Việt Nam bị thực dân thống trị, tức là thực dân Pháp thống trị, hay là chiến tranh giải phóng khi chúng ta đang lo đối với kẻ thù xâm lược. Trung Quốc và các nước khác đã dùng vũ lực cưỡng chiếm từng phần rồi toàn thể Hoàng Sa, và hiện nay một phần của quần đảo Trường Sa trái với luật pháp quốc tế ở từng thời kỳ một trong quá khứ cũng như luật pháp quốc tế hiện nay, tức là luật biển 1982. Những xâm phạm chủ quyền của Việt Nam của các nước ngoài đó cũng thì phải nói là đã và đang thực hiện không những trái với luật pháp quốc tế mà còn có nguy cơ bất ổn trong khu vực cũng như hòa bình thế giới và trái với xu thế của Việt Nam. Đó là kết luận rồi, chúng tôi có đề nghị mấy cái đề nghị phía sau. Đề nghị Việt Nam phải có một chiến lược lâu dài đấu tranh giành cái chủ quyền và bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đem lịch sử xác lập thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chương trình trong chương trình, hoặc là nội khóa hoặc là ngoại khóa ở bậc phổ thông và bậc đại học. Thứ hai là phong liệt sĩ anh hùng cho những ai hy sinh cho việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ trước đến nay, trong đó có gần 100 các liệt sĩ trong 1988 ở Trường Sa. Đặt tên trường học Hoàng Sa và Trường Sa và các liệt sĩ anh hùng đã hy sinh cho việc bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thứ tư, phổ biến tấm gương rộng rãi, kể cả trên mạng Internet, về lịch sử xác lập, thực thi và chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thứ năm, phân chia các tỉnh địa phương từ Quảng Trị cho đến Cà Mau, từ đến Rạch Giá, chính quyền cùng nhân dân quản hạt, khai thác tài nguyên và đầu tư xây dựng và bảo vệ lãnh hải vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng ta đã chiến thắng tất cả đế quốc do chiến tranh nhân dân, lực lượng của nhân dân. Tôi nghĩ bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa cũng ở sức mạnh đó. Đó là lời kết của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả các vị đã lắng nghe. Cảm ơn những cái chương trình nha. Tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ nghe cái phản biện. Nhất là xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang, người phản biện thứ nhất. Phản biện sách chúng ta. Thưa giáo sư Ngô Gia Thi cùng quý vị đại biểu, quý vị, quý khách tham dự buổi bảo vệ luận án cấp nhà nước của nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã. Kính thưa các đồng chí,
Tôi xin phép được đọc bản nhận xét luận án tiến sĩ sử học về đề tài quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã. Bản nhận xét của tôi chỉ gói gọn trong hai phần. Phần thứ nhất, tôi nêu cô đọng một số ưu điểm. Phần thứ hai, tôi phát biểu cái nhận thức của tôi khi được giao trách nhiệm đánh giá chung về cái nhận xét này, về cái đoạn án này. Trong phần những ưu điểm thì có 4 điểm nhỏ, 5 điểm nhỏ. Điểm thứ nhất, đây là một đề tài hết sức hấp dẫn đối với bất cứ ai quan tâm đến lịch sử nước nhà, đặc biệt là về chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc để lại, của tổ tiên để lại, nhất là đối với những quần đảo cách đất liền nhiều trăm dặm. Do vậy, về tính khoa học và tính thực tiễn, riêng cái tên của luận án tự nó đã chứng minh. Thứ hai, vấn đề xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chắc hẳn sẽ không làm tác giả Nguyễn Nhã quan tâm, trăn trở suốt mấy chục năm nay nếu như chủ quyền đó không bị ai đụng chạm tới, chưa nói là có kẻ muốn phủ định nó. Qua bố cục của luận án cũng như trong phần lớn nội dung luận án, nếu không muốn nói là hầu hết nội dung luận án, tác giả đã tập trung vào mối quan hệ với Trung Hoa trong vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa. Nói thẳng ra là làm rõ việc Trung Hoa có mưu đồ cướp chiếm chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa như thế nào. Chủ đích của luận án là như vậy, theo tôi là hoàn toàn nghiêm túc, trước hết là từ góc độ khoa học lịch sử. Có thể ở nơi này, nơi khác, người ta có thể tạm gọi đó là sự tranh chấp. Nhưng với luận án này, tác giả khẳng định rành rõ quan điểm cơ bản của mình. Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhìn từ góc độ khoa học lịch sử, hay nhìn từ bất cứ góc độ nào khác, thì một cái tên luận án như vậy tự nó nói lên chủ đích của tác giả là muốn góp phần khẳng định một chân lý lịch sử. Và hơn thế, tác giả dám thách đố với bất cứ ai, nhất là những kẻ mạo danh khoa học để xuyên tạc lịch sử, tiếp tay cho những tên đạo trích thời nào cũng có, dám phủ nhận chân lý đó. Quan điểm cơ bản này được tác giả liên tiếp nhấn mạnh thêm qua từng chương, từng mục. Và ví dụ, các nguồn tư liệu minh chứng sự xác lập chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, hoặc những tư liệu của Trung Quốc và phương Tây minh chứng chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, hoặc khẳng định chủ quyền và những hoạt động xác lập chủ quyền của các nhà nước ở Việt Nam trong chương 2, hoặc tiếp tục củng cố khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trong trường hợp bị các nước ngoài xâm phạm qua các thời kỳ, hoặc là phản bác các luận điểm biện minh cho sự xâm phạm chủ quyền. Chương 3, điểm thứ 3, xuất phát từ nỗi trăn trở và dũng cảm khoa học, từ trước năm 1975, tác giả Nguyễn Nhã đã ra sức thu gom tài liệu để xây dựng hệ thống thư tịch về Hoàng Sa, Trường Sa với những chú giải chi tiết cặn kẽ từ nhiều nguồn khác nhau, như khai thác từ Thư viện Sài Gòn, liên hệ với một số học giả, nhân vật ở Pháp, ở Nhật, rồi trực tiếp khai thác sách cổ Việt Nam với sự giúp đỡ của các chuyên viên Hán học, rồi tìm hiểu kho lưu trữ của giáo sĩ phương Tây, vân vân. Từ sau năm 1975,
tác giả đã liên lạc được với một số cơ quan, trường đại học để trao đổi và khai thác thêm tư liệu liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa, như trường đại học Hà Nội, như các bộ nội vụ, ngoại giao, ban chính trị chính phủ. Các bộ nội vụ, ngoại giao, ban biên giới chính phủ. Riêng tác giả đã phát hiện một số tư liệu quan trọng như hải ngoại kỷ sự của Thích Đại Sán năm 1696, hay những đoạn chép trong thực lục Tiền Viên và Yến Viên, trong hội điển sứ đệ, trong Đại Nam Nhất Thống Chỉ, vân vân. Và nguồn tư liệu về riêng cái nguồn tư liệu về thuyền buồm di chuyển ở Cù Lao Né, theo tôi là một kết quả nghiên cứu điển giã của tác giả, cũng là một tư liệu quý giá. Một mảng tư liệu khá lý thú được tác giả khai thác nghiêm túc là những ghi chép của người Trung Hoa ở các thế kỷ trước ghi nhận Hoàng Sa, Trường Sa chưa hề thuộc về Trung Hoa. Bên cạnh đó, tác giả vận dụng nhiều luận chứng pháp lý của Việt Nam và quốc tế qua các thời kỳ để phê phán những lập luận nguy tạo của phía Trung Hoa. Tác giả cũng dành một số trang cần thiết để nói thêm về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa trong mối quan hệ ngoại giao với một số nước trong khu vực mới được đặt ra về sau, với tính chất và đặc điểm khác với vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa trong quan hệ với Trung Hoa. Thứ tư, với một số khối lượng tư liệu phong phú và có độ tin cậy cao, tác giả Nguyễn Nhã kết luận đối sách tối ưu của Việt Nam là luôn luôn khẳng định chủ quyền từ lâu đời và mãi mãi trong tương lai trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nếu cần chờ thời cơ đến hàng ngàn năm như thiên niên kỷ thứ nhất thì Việt Nam vẫn phải kiên trì chờ đợi. Sức mạnh muôn đời bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam vẫn là sức mạnh của nhân dân trên đất liền cũng như ở ngoài biển. Còn trước mắt, vẫn theo tác giả, Việt Nam kiên trì giải pháp hòa bình để giải quyết vấn đề chủ quyền của mình trên tinh thần bản đảo. Tôi hoàn toàn nhất trí với tác giả về luận điểm này. Tôi đánh giá luận án quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã là một luận án tiến sĩ sử học rất công phu, nhất là về khối lượng tư liệu được sưu tầm và hệ thống. Nhìn chung, luận án có chất lượng rất tốt về nội dung, cả về nội dung, về phương pháp cũng như về hình thức thể hiện, mà đặc biệt là về quan điểm lịch sử. Tác giả luận án Nguyễn Nhã thực sự xứng đáng được nhận học vị tiến sĩ sử học. Xin cảm ơn quý vị. Về câu hỏi này, thì trong cái lần bảo vệ cấp cơ sở nó cũng có được kinh nghiệm làm phản biện, cho nên thực ra những về câu hỏi thì vừa đi trao đổi thì hầu hết những cái ý kiến nó gợi ý ở dưới dạng nêu lên để cùng trao đổi. Thì qua cái đoạn án lần này, nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã đã có quan tâm lưu ý những cái suy nghĩ đó của tôi cũng như của các thành viên khác trong hội đồng lần trước. Và theo tôi, nghiên cứu sinh đã giải quyết khá thỏa đáng tất cả những điều mà hội đồng, trong đó có bản thân tôi, nêu ra gợi ý trong nghiên cứu sinh lần trước. Cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Trần Quang. Tiếp theo là xin mời phó giáo sư tiến sĩ Trần Quang. Kính thưa giáo sư chủ tịch, các vị giáo sư, các vị tiến sĩ trong hội đồng, kính thưa quý vị đại biểu,
Tôi xin đọc bản nhận xét luận án tiến sĩ lịch sử của nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã về đề tài quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chuyên ngành lịch sử Việt Nam, mã số 503-15. Hoàng Sa và Trường Sa là các quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam đã từ nhiều thế kỷ nay. Song, trong vài chục năm gần đây, các vùng lãnh thổ này bị một số nước trong khu vực xâm phạm. Hoàng Sa và Trường Sa trở thành nơi tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam với Trung Quốc, kể cả với Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta, nhiệm vụ đấu tranh về chính trị, ngoại giao nhằm giữ vững chủ quyền của đất nước đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là rất quan trọng. Luận án quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã góp phần vào việc minh chứng chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo này. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc, không trùng lập với các công trình, luận văn, luận án đã công bố ở trong và ngoài nước. Thứ hai, nội dung được trình bày trong luận án phù hợp với tên của đề tài và với mã số chuyên ngành lịch sử Việt Nam. Thứ ba, các tư liệu được sử dụng để nghiên cứu và viết luận án rất phong phú, đa dạng, có độ tin cậy và được trích dẫn rõ ràng, trung thực. Thứ tư, luận án là một công trình nghiên cứu khá đồ sộ, dày 387 trang, được đóng thành 2 tập. Tập 1 bao gồm phần mở đầu, 3 chương trình bày nội dung chính, phần kết luận, chú thích và một số hình ảnh, bản đồ. Tập 2 từ trang 280 là phụ lục của luận án. Tôi rất hoan nghênh việc tác giả trong phần phụ lục đã đưa ra nhiều văn bản, kể cả các nguyên bản chữ Hán và bản dịch, danh mục các đảo và niên biểu nhằm minh chứng chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Phần nội dung chính được chia thành 3 chương như tác giả đã trình bày là hợp lý. Thứ năm, về nội dung, tác giả đã trình bày khá kỹ lưỡng và có hệ thống về quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng nhiều nguồn tài liệu khác nhau, bao gồm tài liệu của Việt Nam và tài liệu của nước ngoài, nhất là tài liệu của Trung Quốc và một số nước phương Tây. Tác giả đã đưa ra những minh chứng về các hoạt động xác lập, chiếm hữu và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử. Phải nói rằng tôi rất nhấn mạnh cái quá trình bảo vệ chủ quyền của chúng ta trên các cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng mà biết rằng là trong cái tên của luận án ấy, thì chưa bao gồm cả cái này. Tức là đây là quá trình xác lập chủ quyền của chúng ta là trong cái nội dung thì nó nói rõ rằng là có nói về cái quá trình bảo vệ. Trong việc trình bày nội dung luận án, tác giả đã sử dụng thành công các phương pháp lịch sử và logic để nêu lên các luận điểm, luận cứ nhằm minh chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Cách lập luận của tác giả rất có sức thuyết phục. Việc sử dụng nhiều tài liệu của Trung Quốc để nêu rõ về chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam chứ không phải là của Trung Quốc đã tỏ ra có hiệu quả. Thứ sáu, đóng góp cơ bản của luận án là chỗ bằng các tài liệu đã được một số người sử dụng cũng như nhiều tài liệu do chính tác giả sưu tầm thẩm định. Luận án đã góp phần bác bỏ những luận điểm sai trái của một số nước trong khu vực bào chữa cho hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời nêu lên một cách có hệ thống, cụ thể với các luận cứ có sức thuyết phục về quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bằng các trang viết có sức lôi cuốn và với nhiều dữ liệu lịch sử có giá trị, tác giả đã góp phần tôn vinh sự đóng góp của nhiều thế hệ người Việt Nam trong việc xác lập và bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nêu rõ trách nhiệm xây dựng và bảo vệ các vùng đảo, hải đảo xa xôi của tổ quốc của mỗi người Việt Nam chúng ta. Các bài viết và đã công bố của tác giả gửi kèm theo bản thảo luận án phù hợp với nội dung luận án và đảm chất lượng tốt. Bản tóm tắt thể hiện trung thành nội dung của luận án. Kết luận, mặc dù trong luận án còn có một số thiếu sót mang tính kỹ thuật, song có thể kết luận đây là một công trình khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc, có đóng góp và đạt chất lượng tốt.
Vì vậy, tác giả luận án, nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã xứng đáng được cho vị tiến sĩ lịch sử. Xin cảm ơn quý vị. Tôi xin chỉ nêu lên một câu hỏi. Có thể nói rằng là như trong cái bản nhận xét của chúng tôi đã nói rõ là tác giả đã sử dụng được một khối lượng tư liệu khá lớn, bao gồm có các tư liệu của Việt Nam, tư liệu của Trung Quốc và tư liệu của một số nước phương Tây. Tuy nhiên, như chúng ta biết rằng là trong cái luận án này đó, tác giả cũng nói rõ là cái việc tranh chấp chủ quyền đối với các cái quần đảo của chúng ta không phải chỉ có Trung Quốc mà còn có Philippines, Malaysia và Brunei. Vậy thì chúng tôi muốn xin được hỏi tác giả có tiếp xúc được với những tài liệu nào của các nước ngoài Trung Quốc về cái việc là họ tranh chấp với chúng ta những cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hay không? Xin cảm ơn. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Cờ. Tiếp theo xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc. Hiện nay thì Hàn Tiến Hòa đã chết rồi,
thì Trung Quốc họ tổ chức một cái quỹ hàng chấn hoa dành cho những người nghiên cứu về cái gọi là Nam Hải, nghiên cứu về sao trai sinh cũng như là các nước Đông Nam Á có liên quan. Hàn Chấn Hoa là giáo sư của trường đại học Hà Môn, Phúc Kiến. Triển khai đề tài như thế này, tác giả luận án có thuận lợi là được kế thừa thành quả nghiên cứu của các tác giả đi trước, tránh phải mò mẫm tìm đường, nhưng lại dễ đi vào lối mòn, khuôn sáo, thiếu sáng tạo và không có đóng góp mới. Rất may bản luận án tiến sĩ quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên đại thể đã khắc phục được những mặt hạn chế này. Tuy tên đề tài không thật mới, nhưng đọc kỹ toàn bộ bản luận án, tôi có thể yên tâm khẳng định đề tài này không trùng lặp so với bất kỳ công trình luận văn, luận án đã được công bố ở trong và ngoài nước. Tôi xin lưu ý chữ đã công bố vì thực ra vẫn còn có những tài liệu chưa được công bố để có thể giải đáp ý kiến cho rằng hình như có đề tài nào đó trùng với luận án này. Tôi cũng xin nói rõ như thế này là bởi vì là thực tế thì nghiên cứu cái này thì rất nhiều nơi tổ chức nghiên cứu, rất nhiều cơ quan tổ chức nghiên cứu, nhà nước có những cái công trình nghiên cứu, nhưng mà phải nói rằng là nhiều cái công trình nghiên cứu người ta không công bố hoặc là không cho công bố. Ví dụ như cái công trình mà chúng tôi làm ấy, thì nhà nước là họ ấy chưa cho phép công bố. Thành thử ra có nhiều khi cái tên nó có vẻ gần giống nhau, nhưng mà những cái công trình mà người ta chưa công bố như vậy thì cũng có thể có là nghiên cứu sẽ để khai thác ở một mức độ nào đó, chứ không phải là nó trùng nhau. Đấy là nói rất rõ như vậy. Đương nhiên tác giả thừa hưởng khá nhiều thành tựu của các công trình có liên quan đã xuất bản trước, trong đó tạp chí Sử Địa số 29 năm 1975 đặc khảo về Hoàng Sa Trường Sa mà tác giả là người có công đồng. Xét của bản luận án trước này là tác giả không chỉ tận dụng các công trình nghiên cứu trước mà còn vượt lên trên nó, vượt lên trên đỉnh cao của chính mình. Tôi cũng thấy trong luận án này tác giả đã thật sự nghiêm túc, trung thực và rõ ràng trong khi trích dẫn các tư liệu, khai thác sử dụng các nguồn tài liệu tham khảo khác. Thứ ba, tên đề tài với nội dung ba chương của bản luận án cơ bản là phù hợp. Theo tôi thì chương 3 có đôi chỗ còn trùng lặp và đi hơi xa, suy diễn hơi rộng, nhưng mà cũng không có vấn đề gì quan trọng lắm. Nội dung của bản luận án nằm trong khung lịch sử Việt Nam tính từ đầu thế kỷ 17 cho đến nay, hoàn toàn đúng với nội dung của chuyên ngành lịch sử Việt Nam, mã số 5035. Thứ tư, tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả là trong đề tài này, công tác siêu tầm sử liệu được đặt lên hàng đầu. Và trong thực tế, tác giả đã hết sức cố gắng dày công siêu tầm thêm tư liệu mới, tư liệu gốc, thậm chí còn cần nhấn mạnh là gốc phần 1. Tác giả đã sử dụng tốt phương pháp của sử học kết hợp với phương pháp logic và nhìn lịch sử trong mối quan hệ tổng thể, bảo đảm tính khách quan, khoa học, độ tin cậy và sự hợp lý của các nhận xét kết luận cho luận án. Tuy nhiên cũng cần phải chỉ ra cái yếu của tất cả các bộ sưu tập tư liệu về Hoàng Sa Trường Sa từ trước đến nay. Kể cả bộ sưu tập trong luận án này của tác giả là hầu hết các tư liệu đều không phải là bản gốc. Cái sưu tập của chúng tôi cũng vậy đó, và các cái sưu tập nhiều nơi cũng vậy đó. Hầu hết đều không phải là bản gốc. Đành rằng không phải công trình khoa học nào cũng đòi hỏi phải xuất trình được gốc. Nhưng một khi đã dùng bản sao thì phải tiến hành phê phán văn bản một cách chặt chẽ. Tôi tin là tác giả đã làm công việc phán định văn bản một cách cẩn trọng. Và như là vừa rồi tác giả đã trình bày thì cũng rất rõ. Tuy nhiên trong luận án ấy, thì lại chưa chú ý giới thiệu các cái thao tác của mình. Thứ năm, bản luận án là công trình tổng hợp có hệ thống và tổng kết các công trình nghiên cứu, các tư liệu đã được phát hiện từ trước đến nay. Trong đó có một số tư liệu thuộc bản quyền của tác giả, như là giáo sư Nguyễn Văn Quang vừa đấy. Trên cơ sở đó, tác giả đã chứng minh một cách rõ ràng và xác thực quá trình hành xử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa bằng nhà nước, bởi nhà nước lâu dài, liên tục, hòa bình và thật sự, chỉ từ đầu thế kỷ thứ 17 cho đến cuối thế kỷ thứ 19. Đấy theo tôi chính là đóng góp quan trọng nhất của bản luận án. Sang đầu thế kỷ thứ 20, do sự xâm chiếm của Trung Quốc và một số nước khác mà tình hình trở nên hết sức phức tạp,
nhưng chưa bao giờ Việt Nam từ bỏ mà vẫn tiếp tục đấu tranh, củng cố và bảo vệ chủ quyền của mình trên hai quần đảo thiêng liêng này của Tổ quốc. Thứ sáu, bố cục của luận án về cơ bản là hợp lý, văn chương giản dị, trong sáng, truyền tải được các ý tưởng khoa học, luận án trình bày đúng quy chuẩn của luận án tiến sĩ. Thứ bảy, nội dung của bản luận án đã được công bố 4 bài trên tạp chí Sử Địa số 29 năm 1975, đều là các bài có chất lượng tốt. Điều đáng tiếc là trong những năm gần đây, khi xây dựng bản luận án này, tác giả không tranh thủ công bố thêm một bài nào nữa. Tuy nhiên, với số lượng và chất lượng, các bài viết trên tập san Sử Địa vẫn có đủ cơ sở để xác định trị khoa học của bản luận án này. Tôi cũng thấy là thứ nhất là tác giả thì nghiên cứu rất nhiều, nghiên cứu rất là công phu, nhưng mà tôi theo dõi thì không thấy có thông tin thêm. Thì cái đó cũng là điều là tôi cũng không biết lý do gì tác giả không công bố ngay hay là dành lại để làm một cuốn sách hiểu biết. Thứ tám là bản tóm tắt của luận án khá công phu, dày 28 trang, đã phản ánh trung thành nội dung cơ bản của bản luận án. Đánh giá chung là bản luận án đã ứng được đầy đủ các yêu cầu cần phải có của một luận án tiến sĩ, và tác giả luận án nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã hoàn toàn xứng đáng được nhận học vị tiến sĩ sử học. Khi mà biết chúng tôi được mời tham dự hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp nhà nước hôm nay, Phan Huy Lê, chủ tịch Hội Sầu Việt Nam, các chuyên gia về Hoàng Sa Trường Sa, Ban Biên giới Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Đại học Quốc gia Hà Nội và các nhà khoa học đã từng cộng tác với chúng tôi trong các công trình lịch sử chủ quyền Việt Nam Hoàng Sa Trường Sa, đã gửi đã hết sức vui mừng và gửi lời chúc mừng đến thành công của nghiên cứu sinh hôm nay. Có lẽ là theo cái thủ tục thì tôi cũng xin được đặt ra mấy câu hỏi. Và theo thủ tục là vì là giáo sư Trần Đức Cường thì cũng có nêu một cái tên đề tài là này, và tôi thì cũng có cái muốn được tác giả làm rõ hơn về cái tên đề tài là này, thì tôi xin hỏi một câu hỏi như thế này, tức là câu hỏi thứ nhất ấy, là cái thời điểm hay là cái mốc lịch sử nào khẳng định cái chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa đã được xác lập? Tại vì tôi biết rằng là cái lịch sử ở đây nó là lịch sử xác lập và lịch sử đấu tranh, lịch sử hành xử chủ quyền và lịch sử đấu. Đương nhiên là cái xác lập với cái hành xử cái nó cũng phải nó cũng có những cái lồng với nhau, nhưng mà rằng là cần phải có một cái mốc rõ ràng về cái thời điểm xác lập. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là tác giả cũng đã chú ý trình bày, tôi đề nghị là có lẽ nên nói rõ hơn, tức là cái bản đồ Trung Quốc cổ hay là cái bản đồ cổ của Trung Quốc ấy, thì có cái bản đồ nào vẽ đến cái khu vực mà ta gọi là Hoàng Sa Trường Sa này hay không nhé? Và nếu như có ấy, thì đề nghị tác giả cho biết cái nhận xét. Tiếp theo chương trình xin mời thư ký hội đồng đọc bản tóm tắt các nhận xét từ các nơi để về cho hội đồng thẩm án. Xin mời. Kính thưa hội đồng chấm luận án, kính thưa quý vị quan khách, cho đến ngày nay thì hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp nhà nước được thành lập theo quyết định của giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được 12 nhận xét của các nhà khoa học sau đây, đây là không kể các thành viên trong hội đồng, và chúng tôi xếp cái danh sách này theo thứ tự alphabet. Một, phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Ban, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Huế. Hai, giáo sư Nguyễn Công Bình, Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ba, phó giáo sư Lê Xuân Diệp, Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Đăng Đàn, Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. 5. Tiến sĩ Võ Xuân Đàn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 6. Giáo sư Trần Văn Dầu, Hội đồng Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 7. Tiến sĩ Hà Minh Hồng,
trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. 8. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Lịch, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. 9. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. 10. Phó giáo sư Đỗ Văn Dung, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. 11. Phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Sang, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. 12. Tiến sĩ Đặng Đức Thi, trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Các bản nhận xét trên đây đã tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau. Thứ nhất, về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án. Tất cả các ý kiến nhận xét đều đánh giá cao việc lựa chọn đề tài và ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn của luận án. Theo giáo sư Nguyễn Công Bình, bằng việc lấy Hoàng Sa, Trường Sa làm đề tài luận án, nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã đã thể hiện là một nhà nghiên cứu tâm huyết, biết chọn một đề tài khoa học sở trường của mình, giải quyết một vấn đề đang là nỗi bức xúc và nhạy cảm của dân tộc ta, khẳng định chủ quyền của đất nước đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Phó giáo sư Lê Xuân Diệm cho rằng việc nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã chọn đề tài trên đây quả là đáng trân trọng và cần được khích lệ. Nó không chỉ thể hiện ý thức chính trị, ý thức dân tộc cao của nghiên cứu sinh trước thời cuộc, mà còn cho thấy sự dũng cảm dấn thân của nghiên cứu sinh vào một đề tài khoa học rộng lớn, phức tạp. Phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Sen nhấn mạnh, tôi nghĩ rằng đây là một trong những đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn vào bậc nhất mà khoa học lịch sử có thể đề cập đến. Bên cạnh việc khẳng định ý nghĩa của đề tài, các nhà khoa học còn chia sẻ những khó khăn của tác giả khi thực hiện luận án và ghi nhận những đóng góp trên nhiều phương diện của luận án. Giáo sư Trần Văn Giàu viết, tôi thấy đề tài rất hay và cũng là rất khó. Hay vì nó rất cần cho việc viết lịch sử dân tộc, khó thì nó vừa tế nhị trong quan hệ ngoại giao, vừa không dễ gì mà tiếp cận đủ tài liệu để viết. Nghiên cứu sinh Nhã chọn đầu đề luận án này, tôi hoan nghênh lắm. Theo phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Ban, đề tài khó vì tính ngoại cỡ của vấn đề, vì đã có nhiều công trình nghiên cứu cùng những tranh luận về khoa học và chính trị. Tuy nhiên, thành công của đề tài là sức thuyết phục bằng tư liệu lịch sử, bằng quan điểm đánh giá đúng đắn và tính khách quan của sử học. Tiến sĩ Hà Minh Hồng cũng khẳng định, đề tài rất hữu ích cho giới nghiên cứu trong và ngoài nước, có đóng góp cả về mặt tư liệu, học thuật, cả về nội dung khoa học, phương pháp tiếp cận lịch sử, đồng thời còn có tính thời sự và phục vụ trực tiếp cho nhiều lĩnh vực chính trị ngoại giao của đất nước, v.v. Các bản nhận xét gửi đến hội đồng còn khẳng định đề tài cũng như nội dung luận án không trùng lập so với các công trình đã công bố từ trước đến nay và hoàn toàn phù hợp với chuyên ngành lịch sử Việt Nam. Thứ hai, về nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận án. Một ưu điểm nổi bật của luận án được nhiều nhà khoa học ghi nhận là tính phong phú và độ tin cậy của nguồn tài liệu mà tác giả đã thu thập và tích lũy trong suốt gần 30 năm đeo đuổi đề tài. Phó giáo sư Đỗ Văn Dung nhận xét, tác giả của luận án này đã bỏ ra rất nhiều công sức và thời giờ để sưu tầm nhiều nguồn tư liệu khác nhau, gồm tư liệu bằng chữ Hán, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt, trong đó một phần lớn là những tư liệu gốc hoặc bậc một. Điều này chứng tỏ tác giả của luận án đã hiểu được vấn đề tư liệu và bằng chứng quan trọng đến mức độ như thế nào trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là ưu điểm nổi bật nhất của luận án này. Tiến sĩ Đặng Đức Thi nói rõ thêm, ở nguồn tư liệu nào tác giả cũng cố gắng truy tìm tư liệu gốc, tìm đến chính văn, chỉ rõ xuất xứ của tư liệu. Như thế, công trình này được xây dựng trên nền tảng vững chắc và đáng tin cậy. Vì vậy, giá trị về mặt tư liệu là giá trị quan trọng hàng đầu của luận án. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, nguồn tài liệu trong luận án đã được xử lý có bài bản, đạt được yêu cầu rõ ràng và chính xác của một luận án khoa học. Giáo sư Nguyễn Công Bình chỉ rõ, đối với một luận án như luận án này, tính khách quan chính xác của tư liệu lịch sử có ý nghĩa quyết định. Tác giả đã thực hiện rất tốt yêu cầu này. Các đoạn trích dẫn đều có xuất xứ rõ ràng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Linh nhận xét, ngoài việc sưu tầm xử lý một cách khoa học, nguồn tài liệu phong phú ở các kho lưu trữ, tác giả còn tiếp thu các phê phán thành tựu nghiên cứu của những người đi trước. Tổng thư mục gồm 211 tài liệu trong và ngoài nước là rất quý. Phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Sen ghi nhận, tác giả đã tham khảo gần như tất cả những tư liệu nào có thể tham khảo được ở cả trong và ngoài nước, cả tư liệu gốc và các tư liệu khác. Sự chú ý đúng mức đến tư liệu gốc đã khiến cho luận án đạt được trình độ nghiên cứu gốc. Đó là yêu cầu số 1 đối với một luận án tiến sĩ sử học. Về phương pháp nghiên cứu, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Linh nêu nhận xét, anh đã tỏ ra nắm vững và vận dụng khá nhuần nhuyễn
phương pháp lịch sử và phương pháp logic. Tiến sĩ Hà Minh Hồ nhận thấy trong luận án có sự kết hợp các phương pháp cơ bản của khoa học lịch sử với phương pháp nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội hiện nay. Tiến sĩ Đặng Đức Thi cho rằng tác giả luận án đã thực hiện rất tốt phương pháp lịch sử, bám sát chủ đề của luận án để xử lý và giới thiệu các sự kiện dọc theo nhiều thời gian qua từng thời kỳ lịch sử, đồng thời không tách rời các quan điểm toàn diện và quan điểm phát triển. Nhìn chung, các ý kiến nhận xét được cho rằng phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận án là phù hợp với tính chất và yêu cầu của đề tài. Thứ ba, về cấu trúc và nội dung của luận án. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Sang, bố cục của luận án gồm 3 chương cùng các phần mở đầu kết luận phụ lục là rất hợp lý, cho phép thể hiện được những nội dung chính của đề tài nghiên cứu. Tiến sĩ Võ Xuân Đàn nhận thấy kết cấu của luận án phù hợp và nhất quán giữa tên đề tài với nội dung nghiên cứu. Phó Giáo sư Lê Xuân Diệp đánh giá bố cục và kết cấu từng phần của luận án được trình bày sắp xếp khá hợp lý theo đúng trình tự tiếp cận khoa học, theo đúng quy định cụ thể của một công trình khoa học lịch sử. Phó Giáo sư Đỗ Văn Nhung, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Lịch, Tiến sĩ Hà Minh Hồng, Tiến sĩ Đặng Đức Thi, v.v. cũng cùng quan điểm đánh giá về tính hợp lý của cấu trúc và bố cục luận án. Nhận xét về nội dung luận án, giáo sư Trần Văn Dầu cho rằng lý lẽ và tài liệu có thể xem như là đủ để biện minh cho quan điểm của tác giả luận án. Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Sen khẳng định nội dung luận án đã có những đóng góp khoa học mới, đưa ra được một hệ thống luận cứ luận điểm khoa học, chứng minh được tư tưởng khoa học của đề tài. Phó Giáo sư Lê Xuân Diệp nhận xét những kiến giải của luận án đã được trình bày rõ ràng, đặc biệt là nổi bật tính quốc gia của quá trình khai thác có tổ chức và định kỳ sản vật trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và tính quốc tế về pháp lý trong quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo nói trên. Theo Tiến sĩ Đặng Đức Thi, luận án đã rút ra kết luận 12 điểm đầy thuyết phục về chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và kết 7 điểm bác bỏ một cách đâm thép các luận điểm biện minh cho sự xâm phạm chủ quyền Việt Nam của các nước ngoài. Tương tự, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Ban ghi nhận đề nghị của tác giả trong nội dung luận án là có lý, mở ra một cách nhìn mới để phát huy sự hiểu biết và trách nhiệm của công dân về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cần được nhà nước quan tâm. Nói khái quát như giáo sư Nguyễn Công Bình, luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã đã hoàn thành tốt mục tiêu do mình đặt ra và cũng là mục tiêu số 1 mà người đọc muốn tìm thấy ở luận án này, đó là cung cấp tư liệu một cách tổng hợp, hệ thống và cặn kẽ về quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Với nội dung chuẩn xác, luận án đã có cống hiến vào một vấn đề lớn của đất nước đang có ý nghĩa thời sự trong vùng Đông Nam Á hiện nay, vân vân. Thứ tư, về văn phong diễn đạt và hình thức kỹ thuật trình bày luận án. Các bản nhận xét đều thống nhất nhận định luận án có văn phong sáng sủa mạch lạc, in ấn rõ ràng, chuyển nghĩa, sáng sủa, văn phong dễ hiểu theo đúng quy định hiện hành. Ý kiến của Phó Giáo sư Lê Xuân Diệp và Tiến sĩ Võ Xuân Đàn. Bản tóm tắt luận án phản ánh trung thực, đầy đủ nội dung của toàn văn luận án. Thứ năm, về một số nhược điểm và thiếu sót của luận án. Bên cạnh việc khẳng định những ưu điểm cơ bản của luận án, các nhà khoa học lưu ý nghiên cứu sinh một số vấn đề cần được làm rõ thêm hoặc bổ sung sửa chữa như sau. Ý kiến của giáo sư Phó Giáo sư Đỗ Văn Nhung nên xem lại một vài đề mục và cách sắp xếp thư mục tham khảo để luận án đạt được tính nhất quán cao hơn. Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, nên khái quát sâu hơn những kinh nghiệm bảo vệ chủ quyền cũng như những thách thức và thuận lợi của Việt Nam trong vấn đề bảo vệ chủ quyền ở những quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ngày nay. Theo Phó Giáo sư Lê Xuân Diệp, những đề nghị của tác giả nêu trong luận án dù chỉ có tính đề xuất của cá nhân cũng cần được cân nhắc để đạt tính toàn diện và lâu dài. Theo Tiến sĩ Đặng Đức Thi, một số bản đồ trong luận án không rõ đường nét, không rõ chữ, khiến người đọc khó sử dụng, cho nên cần có những cái chú thích đầy đủ hơn, vân vân. Thứ sáu, đánh giá chung. Tất cả các bản nhận xét gửi đến hội đồng đều thống nhất nhận định luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã là một công trình nghiên cứu có hệ thống và giá trị khoa học cao, là kết quả lao động công phu và tâm huyết của tác giả trong nhiều năm, đáp ứng tốt những yêu cầu của một luận án tiến sĩ sử học. Với khả năng nghiên cứu độc lập và những đóng góp khoa học của mình, nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã xứng đáng được nhận học vị tiến sĩ sử học. Giáo sư Trần Văn Dầu, giáo sư Nguyễn Công Bình và phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Sang xếp luận án vào loại xuất sắc. Một số ý kiến đề nghị sau khi bảo vệ xong, luận án có thể được xuất bản thành công trình nghiên cứu khoa học để phục vụ cho giới nghiên cứu và bạn đọc. Xin chào.
này chúng ta đang nghe ba cái bản nhận xét và cái bản tổng hợp ý kiến của các cái nhà khoa học gửi về hội đồng luận án tiến sĩ các nhà nước. Bây giờ sang cái mục tiếp là xin các thành viên hội đồng cũng như là quý vị tham dự hội cái buổi họp ngày hôm nay có ý kiến chất vấn, kiểm tra cái kiến thức trong này ghi ấy là phải là có cái gì và cái đó. Các thành viên trong hội đồng thì đã gửi hết các cái bản dự kiến. Cho nên là bây giờ nếu mà có câu hỏi thì xin mời tiến sĩ Đinh Văn Liên. Bản nhận xét của tôi đã gửi về hội đồng và cái phần đánh giá là luận án phong phú và đạt loại xuất sắc. Sau đây tôi có một vấn đề trao đổi với nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã là trong phần kết luận của tác giả nêu lên. Nếu cần chờ đợi thời cơ đến hàng ngàn năm như thiên niên kỷ thứ nhất thì Việt Nam vẫn phải kiên trì chờ đợi thời cơ thuận lợi để lấy lại chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Thì theo tôi thì vì sao phải chờ đợi? Vì sao phải chờ thời cơ? Vì sao chúng ta không tạo ra thời cơ? Theo tôi chúng ta cần có một chiến lược lâu dài, kiên trì và chủ động để lấy lại chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Thì từ cái này thì chúng tôi có đi đến một cái câu hỏi đối với nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã là một nguyên tắc của nhà nước ta đưa ra đối với việc tranh chấp các đảo trên Biển Đông là thương lượng hòa bình. Vậy theo nghiên cứu sinh, việc thương lượng nếu bế tắc hay thất bại thì có nên sử dụng vũ lực để giải quyết hay không? Sử dụng vũ lực để bảo vệ tổ quốc dù là đất liền hay là hải đảo là một việc làm hợp pháp, hợp lý và chính nghĩa. Vậy theo bạn có nên hay không? Đó là phần A. Phần B, vì sao trong chiến lược lâu dài để giành lấy quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiên cứu sinh không đưa ra biện pháp quân sự là xây dựng một hải quân mạnh, một hạm đội mạnh, đội mạnh để bảo vệ Biển Đông? Vậy theo bạn vấn đề này cần đến mức độ nào? Xin hết. Cảm ơn các chị Đinh Văn Liên. Bây giờ xin mời tất cả chúng ta. Nó thuộc các lĩnh vực quan trọng không kém gì lịch sử, tức là về ngày càng về chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh và khoa học công nghệ. Cho nên cái dự án nên khoanh vùng vào điểm nào cho vừa. Thì bác và các đồng chí phát biểu của anh Ngọc là nói rất rõ, tức là một phạm vi thì bây giờ cũng không có tiền tệ như vậy này. Mặt khác, các nhà luận án cũng nên điểm qua cái thành tựu nghiên cứu của các nghiên cứu quan lợi thế nếu các nhà luận án có được tiếp xúc. Bởi vì hiện nay của tôi thì các nghiên cứu quan như đã nói đến về chính trị, về quân sự, về quốc phòng an ninh, về khoa học công nghệ thì đã làm được. Thì nếu được thì cái tên Nguyễn Nhã có một cái bài ý rằng là họ đã biết được gì đâu. Cái thứ hai là cái tài liệu tham khảo của nó thì làm toàn bộ của mình đọc. Cho đến điều này thì đọc nhưng mà không phải quan tâm. Thì theo tôi,
tài liệu tham khảo, kể cả những công trình của chính tạo nhà Luận Án về vấn đề sạt lở quyền chủ quyền của Việt Nam cũng đã phương xác hoàn ca. Chỉ qua tổng tác Luận Án cũng thấy được là khá phong phú của cái mới. Tuy nhiên, chưa đưa vào Luận Án với tư cách là những thành tố của tư liệu tài liệu. Khi đưa vào đó thì cần phải đầy đủ tên tác giả, tên tài liệu, cơ quan xuất bản nào, xuất bản tài liệu năm nào. Tôi rất tệ nhị, ngay cái tạp chí sự địa mà đồng chí các bạn đã đọc đó, thì tôi còn đọc, có đọc, thậm chí là được khi giải phóng và được biết về việc này. Nhưng mà khi đưa vào thì ngay trong bản tổng tắt thì tạp giả chỉ đưa cái tên tài liệu và mình còn cần được đọc. Thì chỗ này phải chẳng có cái rất tệ chỗ này, tức là tất cả tài liệu sau vụ chiếm Trường Sa của Trung Quốc á, thì Việt Nam thời bây giờ hẳn rất mạnh mẽ và rất nhiều tài liệu. Nhưng mà tệ nhiều hơn nữa là khi đó mình bắt lên tiền thì chỗ đó là chỗ mà như từ Luận Án bây giờ trần trăm đọc miền Bắc và kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh người nhà ấy, thì có ý kiến như thế nào đều thế này. Và ở đây phải xem là cái chìa khóa của vấn đề là quan điểm lịch sử, không chúng ta sẽ phức rất nhiều. Tôi có nghiên cứu một đề tài về Việt Kiều là quốc gia thì rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này, thì quan điểm, tất cả quan điểm toàn bộ của Việt Nam Cộng Hòa cái đó chống Trung Quốc về chuyện chiếm hoàng sa Trường Sa, thì lúc về nhiều Việt Nam lên tiếng, Bắc Việt Nam lên tiếng thế nào, và những tài liệu ấy nên được thử đánh giá. Tôi nghĩ là có lẽ là thêm hai vị ý như thế nếu như được trao đổi thì tiếp tục thầy cảm ơn quý vị trong hội đồng. Thì năm nay tôi không phải là nhà sử học nhưng là nhà y khoa cũng là khoa. Thứ hai là tôi đứng cương vị người bạn theo dõi công việc của anh Nhã theo đuổi đúng là hơn 30 năm nay, cũng phải là 30 năm nay. Và chính tôi đã hoạt động với Nhã để làm cái cuộc triển lãm năm 90 về chủ quyền Việt Nam và Hoàng Sa. Thì tôi có ba ý kiến thế này. Khi anh Nhã hoàn thành Luận Án thì cứ nói thế này. Rất mong rằng tôi có dịp tôi ra ngoại quốc để trình bày Luận Án này với những nhà sử học. Tại sao không anh? Thì tôi suy nghĩ này, đáng lẽ công việc này anh Nhã nên làm trước thì đúng rồi, nhưng mà khó quá, nghèo quá. Đúng như ra đó là anh Nhã phải đi sang Pháp, Trung Quốc thì khó quá rồi, nhưng đi được chứ, Đức Đông Nam Á được chứ. Vậy thì những cái nước bây giờ được tranh chấp cái chủ quyền đó, ví dụ Philippines, thì tại sao không sang Philippines để tìm hiểu những cái tài liệu gốc của Philippines về Đào Hoàng Sa. Công việc này anh Nhã chưa làm được, thì tôi hy vọng là chính các quý vị ngồi ngay hôm nay tạo điều kiện cho anh Nhã thể hiện cái khát vọng là đi tìm thêm tài liệu của thế giới này. Và là tiến sĩ chỉ là một cái mốc thôi, chưa phải kết cục. Anh Nhã cũng có nói để hoàn thành đúng là một cái công trình như thế nào, lịch sử, đóng góp vào lịch sử quốc gia. Anh Nhã lại có nói là tôi hơn 60 tuổi rồi. Dạ không, khoa học thì 80 được, 90 được, 100 tuổi cũng sẽ có lẽ. Khoa học thì cứ khoa học thì điểm thứ hai, dù sao thì Nhã cũng đã minh định bằng những cái chứng tích lịch sử. Đúng, Hoàng Sa là chúng ta là chủ quyền. Và quá trình xác lập đó qua những văn bản, nhưng mà bản gốc không có. Vậy tôi hy vọng rằng khi anh Nhã đi những nước đó sẽ có bản gốc. Điểm thứ hai nữa là tôi cũng hiểu là những các nhà về địa chất học đã tìm hiểu địa chất còn xa chưa, biết đâu là nhìn thấy ở xa có những cái gì giống của những người ở trong đất liền chắc có chứ. Điểm ra nó đừng quên tình nghĩa chất đây không phải chỉ chủ quyền, không phải đâu. Đằng sau đó thì là mỏ dầu. Và đây thôi ạ. Tranh nhau mỏ dầu nó đâu có gì cả. Cuối cùng tôi nghĩ
rằng là anh Nhã và chúng ta cũng không mong mỏi gì, không ước mong gì để gây chiến tranh gì chuyện này. Chiến tranh này chiến tranh cả Đông Nam Á. Thì tại sao không gợi lên nhà nước có hội quốc tế đặt vấn đề quan sát đấy, có tòa án hay để xử những tội danh chiến tranh? Thế thì những cái câu chuyện tranh chấp này tại sao quốc tế không lập lên một cái vấn quốc tế để biết đâu cả Nhã sẽ có những cái chứng minh quốc tế, các vị vào đây quốc tế. Thì cuối cùng là tôi nghĩ này là hoan nghênh Nhã khi đã vào này, thì một người ở trong Đại học của ngươi nói là tại sao anh Nhã dám tìm, dám lấy đề tài nhưng mà tại sao lại dám gì? Nhà khoa học bắt đầu biết mà, nhà sử bắt đầu cũng biết, con bắt đầu vẫn cứ biết mà, ok. Lịch sử là khoa học, thì mình có can đảm, dũng cảm, chứng minh sự lắm thì tại sao lại sợ? Từ đồng tình với anh Nhã đã có can đảm, và mong rằng anh sẽ có can đảm hơn nữa đi, để mang vấn đề ra quốc tế, với sự chủ giúp các vị, xin cảm ơn. Chúng ta đã nghe một số ý kiến của các giáo sư. Tôi là xuất thân là khảo cổ, cho nên là nó tôi rất quan tâm đến Hoàng Sa Trường Sa. Thì những năm gần đây thì viện khảo cổ Hà Nội được giao cái đề tài nghiên cứu về chủ quyền quốc gia, và trong đó có cử những cái đội chúng ta khảo sát ngoài Trường Sa, là điều đã được công bố trên tạp chí Khoa học. Rất tiếc rằng là những công trình này chưa tiếp cận được, cho nên trong cái danh mục không có. Thì nói như nghiên cứu khác là chuyển hết còn dài dài, nên tôi cũng nghĩ là sau này có điều kiện tiếp tục làm nước, mà không phải tìm mình đi nhá làm, thì nhiều nước còn làm nữa. Tôi có tài liệu thứ hai mà tiến sĩ Nguyễn Nhang chưa có, tài liệu Đài Loan nghiên cứu cả một tập, thế là về tầng xa, tầng xa, trong đó có khai quật khảo cổ, nó công bố nghiên cứu khảo cổ. Thế nên khi thì tôi sang Đài Loan cùng với giáo sư Hà Văn Tấn kỷ niệm 100 năm khảo cổ Đài Loan tặng cho tôi, đã biết ý đồ gì, một tập này, và một tập thư mục như thế nào, giới thiệu các cái tài liệu về khảo cổ dân tộc học thì không. Nghiên cứu Trung Quốc thì tôi cũng ở Trung Quốc từ một thời gian công nghiệp, thì tôi có sang mấy đợt, tôi bỏ qua những khách cũ thì thấy là tại Trung Quốc mình nó làm kín cái đông cái vùng Nam Hải lắm. Tôi đọc cái báo của Hải quân Trung Quốc, nó đề ra nó hình thành cái hàm của tỉnh ngoài. Ngoài cái hạng của Bắc Hải, Hồ Nam Hải, Hồ Tình Hoàng nữa, và nó khảo sát cái vùng dân tính, đó là chưa nói các nghiên cứu khảo cổ về con đường thương mại trên biển, nó đặt vấn đề các nước toàn diện, và cái khảo sát hải dương của nó, từng ngày nó có hẳn cái tàu đi, chứ phải nói mình phải đặt cái Hoàng Sa Trường Sa nghiên cứu nó trong bối cảnh trung động, nghiên cứu về địa chất, về nhân văn, về khí hậu, tất cả thứ Trung Quốc ấy, là bất tính. Mình ở đây thực sự đi, tôi không dám phê phán riêng cái việc nghiên cứu về Hoàng Sa Trường Sa, Hoàng Sa thì khỏi nghiên cứu bây giờ của nó rồi, nó đi trong cái nháy ấy, bây giờ nó khai thác kỹ lắm và khai thác dữ lắm rồi, chính đặt ruộng lại không biết thế nào. Thì tôi muốn đặt ra vấn đề là bây giờ quan điểm chủ quyền trong thời đại hiện nay quan điểm thế nào rồi mình cũng được tiếp cận. Gần đây khi mà tôi nhận cái giấy mời của khoa, thì chúng con vì tôi đi văn, chúng con mới mở cái thư ra, tôi cho phép nói là cứ bố có cái thư là gửi đến thì mở trước đi, rồi báo ngay cho bố rồi nó chậm, thì thằng con nó về là có cái bảo vệ cái cuộc Hoàng Sa Trường Sa này, tôi nói cho bố con có tài liệu mới lắm, tôi nói Hoàng Sa Trường Sa chưa được, tôi muốn một cái tạp chí này, sau này nó giới thiệu cái tài nghiên cứu về Hoàng Sa Trường Sa là 30 năm nay, và nói cho bác mua cái gì đặt vấn đề thì có đoàn quốc tế liên quan đến quyền này, thì không phải chỉ biết đơn giản đâu, là xác định vấn đề chủ quyền thế nào, chứ không bây giờ nó linh tinh lắm. Trong cái luận án của anh Nhã thì quá trình khắc phục chủ quyền là quá trình có những thay đổi,
đầu tiên là ông nào cắm cờ là ông đó chủ quyền nha. Sau này là phải có cái hiệp thương rồi có cái bản đồ nha. Còn chủ quyền bây giờ là nghĩ thế nào để dân đến đã là chủ quyền hay là phải nhà nước chắc là vẫn là chủ quyền. Nói đến quyền sử dụng đất là mình có linh tinh lắm chứ không muốn nói quyền trường sao ra để cho nó căn cơ hơn. Khi nói khác là chủ quyền lịch sử sắp nó cái khác, chung cái sao là cái khác. Nhưng mà chúng ấy chỉ nói là hoàng sa đại hoàng sa chung chung nhưng nói đến trường sa là chưa nói. Và đảo nào là đúng là chủ quyền mình đảo nó chưa hàng ngàn đảo. Thế tôi mới đặt vấn đề là bây giờ trở lại cái tên của từng đảo xuất xứ vào thời gian nào, tên nó gốc Vũng Tàu hay Công Việc thì mới rõ ràng được. Khi đọc ra toàn sông từ Tây gì cả thì theo ra là từng đầu chỉ có hoàng sa là từ Việt nhá. Thì cái đó là nếu làm cơ bản là phải làm như thế thì nó mới có đóng góp mới. Thì tôi cũng có đặt vấn đề, tôi khi mà tôi nhận được cái luận án của nhà là tôi mới lấy lại cái bản sử địa tôi đọc, tôi đối nhớ cái này thì có những cái là anh lấy ở trong cái cũ rồi thêm mấy cái điều mới mà thôi. Thực sự thế thì tôi không biết là như nào, nhưng mà tôi vẫn đánh giá cao ít ra là anh ấy đã có cố gắng sắp xếp lại trình bày và tôi luận cứ nó chặt chẽ hơn mới thì nó ít. Và trong cái luận án cái gì cũng nói rồi, mới có mấy cái rồi, một cái là hải ngoại chi sơn, có một đoạn thôi. Và một cái nữa là cái điều tra ở khu Nam Thái. Thế thôi, còn thêm cái gì nữa thì có thể tôi thêm, tôi có đọc qua thì tôi gọi như vậy. Thế là thích quá. Thực sự cái khảo cổ mới nào đây, Việt Nam đã chưa đưa bố. Cái Đài Loan mới làm chưa, chưa thấy. Nó kiểu của nó bây giờ mới rồi, thì nó như thế nào? Trong bàn thờ thương là trước đây không có phương làm bây giờ học thương là văn đấy. Cái phủ người biết có một bây giờ tranh chấp nhau cái chủ đề nào, tàu nó đưa hàng ngàn chiếc mình thì đâu có phủ, tàu nó thì nó lớn thần mình trả thì thực tế lớn thật đấy. Cho nên là tôi cũng muốn là nêu lên và nhân đây tôi muốn là một số câu hỏi đấy như thế đấy, là so với cái tập văn thực địa anh cho biết là có cái gì thật mới về mặt quan điểm nhận thức của chủ quyền. Và cái thứ hai nữa là cái này tôi có ra nói trước rồi, theo quy định của cái tiến sĩ khi bảo vệ án là phải có cái mấy bài gần đây mà tôi thấy chưa trình ra trong cái các cái tài liệu và khi làm công trình nghiên cứu mà đi qua từ năm 15 cả chứ sau này nó không có. Và như vậy về nguyên tắc thì như vậy là phạm quy thì tôi mới hỏi phước nói là cái này anh biết được gửi cho bộ ngoại giao, chứ bộ ngoại giao không cho công bố. Thì tôi đề nghị ở đây có đồng chí bộ ngoại giao xác nhận là trong thời gian gần đây anh có công bố mấy đôi bài liên hệ với chuyện đó, liên hệ với đề tài nghiên cứu thì nó mới chặt chẽ, đúng không ạ? Trong khi đó những cái suy nghĩ bí của tôi không tin như vậy là phải đòi mấy cái bài viết gần đây với cái đề tài đó thì tôi mới ký cho đi bảo vệ, chứ không được thì trường hợp này có thể là làm phép, có thể là đề tài nó bí mật, nhưng mà ít ra anh cũng phải nói công khai cho tôi làm mấy cái bài như thế. Nhưng bộ ngoại giao không cho công bố đâu này thì tôi nó rõ ràng quy định. Thế thì tôi xin có mấy tiếng đáng gọi là gợi thôi. Thì còn tôi vẫn thấy là cái luận án này là hay. Và như là tôi cái lần đầu tiên là một con người chịu khó dấn thân một cái đề tài rất hắc búa, lý đáng anh phải ra từ xa đấy. Ra tận nơi nói là tài liệu gốc không anh phải đi ra một số đảo, anh chưa đi. Chưa đi chưa được. Cái khảo cổ tôi hỏi là nghiên cứu thế này anh làm đề tài anh đang đi đến một cái nào chưa? Nhưng mà chưa đến, nhưng mà chưa được. Thôi thôi, đây là sợ, đi học cổ cũng được. Thôi chỉ là cô ấy. Thì hỏi ngắn thôi, nếu mà thấy nó sai thì em xin cứ bỏ hỏi tới. Vì năm 98 mình vừa Trung Quốc đã xác lập một cái căn cứ hải không quân ở trên vùng đảo Hoàng Sa, và cái căn cứ đó là theo cái báo Asahi của Nhật Bản thì là căn cứ để tấn công chứ không phải căn cứ để phòng ngự. Thì nó tấn công ai thì cái đó mình không biết. Thứ hai là như vậy là đến từ 74 cho đến giờ là 2004 cũng sắp đến năm tới, tức là gần 30 năm. Nghĩa là trên thế giới tin tức hàng ngày trên các cái TV hay là báo chí người ta sẽ chỉ nói đến Trường Sa thôi,
là người ta quên cái quảng xa và gần như là coi như là không có vấn đề gì về quảng xa nữa, mặc dù trên bản đồ tiếng Việt và tiếng Anh của chúng ta là có cái chữ quảng xa nhưng mà coi như là ở cái trên cái dư luận quốc tế là coi như là quên rồi. Như vậy là theo kinh nghiệm đấu tranh với Trung Quốc, ví dụ như Tây Tạng hay là Tân Cương v.v. nếu mà để nửa thế kỷ mà không rút lịch gì thì là coi như mất, cái đó là chắc. Cho nên là một người nghiên cứu cái quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, anh có rút ra được rằng cái quá trình mà chúng ta đối xử với cái Hoàng Sa trong 30 năm qua là sai lầm không? Có sai lầm không? Và nếu sai lầm thì bây giờ phải làm gì? Chắc chắn là chúng ta phải gây chuyện chứ không có im lặng như thế này được. Không gây chuyện người ta mới biết là có chuyện và có tranh chấp, đúng không? Thì mới xác lập chủ quyền của mình. Chứ không thì bây giờ người ta cũng quên là cái chỉ có Svalbard tức là cái Trường Sa thôi. Còn Hoàng Sa thì coi như là không có nói tới. Theo tôi là có thể là đánh ngay sơ sơ Hoàng Sa một cái, mặc dù đánh xong rồi dừng lại. Nhưng sau đó là để cho dư luận quốc tế và tất cả mọi thứ bu vào giải quyết vấn đề. Chứ còn bây giờ chúng ta để như thế này thì sẽ là nửa thế kỷ là mất. Xin hết. Tôi đề nghị thế này thì thực ra là vấn đề đề tài nghiên cứu tại lịch sử. Cho nên là chúng tôi cũng đề nghị thế này, chúng ta cũng không nên khởi sự hóa vấn đề. Đấy, vấn đề là đầy tự như vậy. Vì vậy là những vấn đề như chúng tôi trình bày như thế nào đó, chúng ta thấy nó hợp lý, đầy hợp lý. Thế còn những vấn đề đã đang đặt ra của chúng ta thì có lẽ tôi nghĩ là có lẽ là không nên là khởi sự hóa vấn đề. Đấy thì là có lẽ là bây giờ xin các sử dụng phát biểu. Tôi thì khi đến đây không có ý định nêu câu hỏi. Ngày hôm nay ngồi đây thì tôi thấy các vị nêu nhiều cái câu hỏi về cái việc mà xác lập hay giành chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Và ý kiến là cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Tôi chỉ hỏi một câu thật ngắn gọn thôi. Trước hết thì tôi đồng ý với và ủng hộ những cái quan điểm và hoan nghênh cái luận văn của đồng chí Nhã. Nhưng mà tôi chỉ hỏi một câu này. Theo đồng chí, yếu tố nào là yếu tố quyết định cái việc mà các nước nó trả lại cho Việt Nam những cái phần tranh chấp trên Hoàng Sa và Trường Sa? Tài liệu khoa học đã phải là tài liệu đủ chưa? Yếu tố nào sẽ là yếu tố quyết định? Không bao giờ trả. Câu hỏi của tôi là như vậy. Vì có nhiều ý kiến là nhấn rất mạnh đến cái tài liệu khoa học thiếu đủ cái nọ cái kia, tôi cho nên tôi mới phải nói câu hỏi. Yếu tố nào sẽ là yếu tố quyết định các nước thừa nhận và trả lại cho Việt Nam những cái phần tranh chấp trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? Xin hết. Phản biện, một trong ba người phản biện, tôi xin phát biểu một ý như thế này. Cũng với cái tinh thần như là giáo sư Trần Ngọc Văn Tàng có nói, không thể kết hợp mức độ nào đó trong một cái tính chất trao đổi khoa học nữa, chứ không chỉ phần lý chỉ chăm chăm vào cái việc thông qua cái bảo vệ. Thì như quý vị đã thấy, muốn nói gì thì nói, khi được nhà nước, được bộ, được đại học quốc gia và được trường phân công cho phản biện, thì tôi ý thức hai cái chữ phản biện. Phản biện không có nghĩa là đến đây để mà khen lý khen để cái luận án mà mình được đọc để phản biện. Có thể có những ưu điểm mình phải nêu ra, nhưng cái nhiệm vụ chính của mình ấy là phải phát hiện ra những cái gì có cái tính chất nói cho vui công bố, nghĩa là có cái tính chất là nêu lên những cái mà mình thấy chưa ổn, nêu lên những cái mình thấy chưa được thì mới gọi là phản biện. Chứ là khen lý khen để đấy phản biện gì, phải ý thức điều đó. Nhưng mà trong cái trường hợp nào cũng vậy, và còn đây cái trường hợp cụ thể đúng là một vấn đề nhạy cảm, một vấn đề tế nhị, một vấn đề mang tính thời sự nóng hổi, và nó còn nóng hổi dài dài chứ không phải nóng hổi hôm nay rồi mai hết đấy. Cho nên tôi hoàn toàn
tâm đắc với cái ý của giáo sư Boyai, khi giáo sư phát biểu rất ngắn thôi đấy, là và đã là quen quen biết với nhau từ lâu với nghiên cứu sinh ấy. Thì sau khi có cái đoạn án này được chuẩn bị trình bày trước nhà nước, thì giáo sư Boyai như vừa nói, thì tôi nghe nói thì tôi nói lại thôi, là anh nên coi, anh Nhã, anh nên coi cái này là bước đầu. Tôi tâm đắc gì đó. Tôi bước đầu ở chỗ nào? Là đặt cái vấn đề luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Nhã trong cái bối cảnh quốc thể hiện nay về vấn đề Hoàng Sa Trường Sa. Mà bối cảnh quốc thể hiện nay vấn đề Hoàng Sa Trường Sa ta ứng xử như thế nào, dân tộc ta ứng xử như thế nào, nó đã rõ trong cái đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái đó trong cái kết luận nghiên cứu sinh đã nhắc lại trước mắt. Cái kêu mắt đó cũng phải được một hôm hai hôm là ngồi lại tính tinh thần theo cái phục diện pháp bản bạc trao đổi với bên. Thì đó là trong cái bối cảnh đó. Thì trong bối cảnh đó bây giờ ta đòi hỏi cái một cái giả thiết, ta đòi hỏi cái này phải nói cho nó rõ. Thì cái vấn đề ra như thế thì bây giờ nó thế nào? Thế bây giờ mình bảo rằng là nếu phải về đời đến cả nghìn năm nữa cũng cứ đợi chờ có cơ hội, có thể có cái thằng cá chớn nào nó là rồi tế cổ gô nó đã chiếm mạng thì nó phải vấn đề hay sao đấy. Và vấn đề là trong cái bối cảnh dưới cái đường lối của đảng ta như thế, chúng ta tiến hành như thế nhưng đấy là khoa học lịch sử thì đúng. Cho nên là ví dụ giáo sư Cường có nói rằng là hay giáo sư Ngọc có nói giá như vậy, mình nói thêm bên cạnh cái xác là cả cái quá trình bảo vệ thì tốt hơn. Mặc dù trong nội dung các giáo sư cũng ghi nhận là có nói cái vấn đề bảo vệ mà nó rất rõ, thế nhưng mà nó sẽ rõ trong cái điều kiện tư liệu cho phép. Thế nhưng mà xác lập, quá trình xác lập thì trong quá trình xác lập nó gây go, nó gây nó lên đồng xuống mập thì nó bao gồm trong đó, và các giáo sư ghi nhận thừa nhận là nó bao gồm trong đó một cái quá trình bảo vệ giữ gìn khi thế nọ khi thế kia để mà thể hiện cái quá trình xác lập. Thì ở đây tôi hoàn toàn là thông cảm với đề nghiên cứu sinh, không phải là tôi để tiếp tục biện hộ gì đấy, tôi phản biện mà, nhưng mà tôi tự xác nhận rằng là cái đề tài này trong cái bối cảnh hiện nay của vấn đề Hoàng Sa Trường Sa trong khu vực đối với Trung Hoa lên quốc tế là ta chưa phải chỉ nói là hiện nay ta theo đường lối của đảng ta như thế, nhưng mà còn đi về khoa học thì trong cái bối cảnh như thế này đầu thế kỷ 21 mà một cái luận án muốn về mặt khoa học đấy, muốn tìm cách xác định bằng cơ sở tư liệu các cái quá trình xác lập chủ quyền Việt Nam như thế nào, tôi thấy đó đã là một cái đóng góp rất lớn rồi. Thì còn cái chuyện nó trong tương lai thế nào thì trong những kết luận nghiên cứu sinh cũng đã nói ra một cách rất mở thôi, và đó không phải là chuyện của chúng ta hôm nay. Tôi nghĩ như thế, cho nên tôi đánh giá, chứ còn tôi chỉ nói một giây nữa thôi, tôi cũng phải không phát hiện ra những cái chỗ hở, những cái chỗ thiếu mà cần phải có, và vẫn là trong phạm vi quá trình xác lập thôi mà cần phải đóng góp. Nhưng mà tôi trân trọng là cái thần, cái hồn khoa học của luận án, cái hồn khoa học, cái tinh thần khoa học của luận án mà tôi nói là quan điểm lịch sử đấy. Mà đó phải quan điểm lịch sử là cái gì? Đó chính là cái nhận thức về lịch sử của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong thời đại ngày nay là như thế. Và nghiên cứu sinh dù có dù không, dù ý thức hay không ý thức, ta đi đúng được cái điều đó. Và chúng ta ghi nhận cái đó với cái luận án mang tính bước đầu trong cái bối cảnh như hiện nay mà nêu được một vấn đề Hoàng Sa Trường Sa về cái quá trình xác lập như thế quý vô cùng, có ích vô cùng, không phải là cho chúng ta già như thế này mà trong cả những thế hệ đang còn trên chúng ta trước mắt. Tôi thấy cái đó rất quý, quý ở cái tinh thần của luận án ở chỗ đó, chứ không phải để xem được rằng là đến tết cùng vô có lấy lại được không sao. Đó là vấn đề ta bàn hôm nay. Xin mời những sinh viên nhắc lại.